Cô thân ái chào các con, cô rất vui vì được gặp lại các con trong tiết học này. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các con tìm hiểu bài tập đọc trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Trân Trời Sáng Tạo. Chủ đề 1, Em đã lớn hơn, tập đọc bài 4, Út Tin. Yêu cầu cần đạt của bài này là giúp cho các em đọc trôi chảy toàn bài, biết ngắt nghĩ đúng dấu câu, hiểu được các từ khó trong bài, nói được nét đáng yêu của út tin sau khi cắt tóc, tôn trọng nét đáng yêu của mỗi người, giữ gìn những nét đẹp đáng yêu. Sau đây, cô và các con cùng bước vào hoạt động khởi động. Các con hãy nói với bạn về những điểm đáng yêu của một người bạn của em. Dựa vào bức tranh sau, các con có một phút suy nghĩ. Dựa vào gợi ý trong tranh, các con thấy đó, bạn nữ ở trong tranh này rất là đáng yêu và dễ thương, có đúng không nào? Còn bạn trai này thì rất là vui vẻ và hòa đồng. Vậy còn hai bạn này thì sao? Hai bạn này đang rất là chăm chỉ và siêng năng, có đúng không? Bây giờ, cô và các con hãy nhìn lên màn hình và cho cô biết tranh này vẽ gì? Tranh vẽ ba và bạn nhỏ. Cả hai ba con rất vui vẻ. Vậy điều gì đã khiến cho hai ba con bạn nhỏ như thế? Cô mời các con vào bài học ngày hôm nay. Út tin. Sau đây cô và các con cùng bước vào hoạt động 1. Luyện đọc thành tiếng. Ở hoạt động này, các con chú ý tay dò, mắt giỏi và tay nghe. Bây giờ các con hãy chú ý lên màn hình và lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Út tin. Út tin vừa theo ba đi cắt tóc về, mái tóc đen dày được cắt cao lên thật gọn gàng. Quanh hai tay sau gáy em chỉ còn vệt chân tóc đen mờ, không còn vướng tóc mái. Cái trán liêu rộ ra, nhìn rõ nét tinh nghịch. Gương mặt em trong lém lĩnh hẳn, cái mũi như huyết thêm, còn ánh mắt hệt đang cười. Tôi thấy như có trăm vì sao bé tí cùng trốn trong mắt em. Bên má em vẫn còn dính vụn tóc chưa phủi kỹ. Hai má phún phín bỗng thành cái bánh sữa, có rắc thêm mấy hạt me. Tôi định bẹo má trêu, nhưng rồi lại đưa tay phủi tóc cho em. Ngày mai, út tin là học sinh lớp 2 rồi. Em chẳng thích bị trêu vậy đâu. Nguyễn Thị Kim Hòa. Các con đã nghe cô đọc mẫu xong rồi. Bây giờ, cô và các con cùng luyện đọc một số từ khó sao nhé. Sau gáy. Các con chú ý. Vệt chân tóc. Tiếng vệt có vần ết, nên khi đọc các con lưu ý cho cô tiếng vệt. Các con cùng đọc lại giúp cô. Vệt chân tóc. Tinh nghịch, lém lĩnh, hết thêm. Trong từ hết thêm này, khi đọc các con lưu ý cho cô tiếng hết có vần s. Các con cùng đọc lại, hết thêm. Và từ cuối cùng, trêu. Trong tiếng trêu, các con khi đọc lưu ý cho cô âm trờ. Sau đây, cô mời các con cùng nhìn lên màn hình và đọc lại cho cô nào. Sau gáy, vệt chân tóc, tinh nghịch, lém lĩnh, hết thêm, treo. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần giải nghĩa từ. Vệt có nghĩa là như thế nào? Theo các con, vệt có nghĩa là như thế nào? Vệt có nghĩa là hình dài, nổi rõ trên bề mặt của mọi vật, do tác động của vật khác đi qua. Sau đây, cô có hình ảnh của một cậu bé, các con xem đây.
Đây là một cái vệt dài. Nè các con, nó nổi trên da đầu của cậu bé. Và đây người ta gọi là vệt. Từ tiếp theo, vô. Vô có nghĩa là gì? À, trong hình các con thấy vô có nghĩa là lòi lên cao hoặc nhô ra phía trước quá mức bình thường. Sau đây cô có một bức tranh về một em bé có một cái trán nhô lên, lòi ra phía trước. Này các con quan sát xem, cái trán em bé nhô lên, lòi ra phía trước như thế này, người ta còn gọi là trán vô đấy các con. Hết. Hết có nghĩa là chết lên phía trước. Các con quan sát cho cô hình ảnh sau. Cô có một khuôn mặt chụp nghiêng nè các con. À, khi nhìn thẳng các con thấy hai cái lỗ mũi. Hai cái lỗ mũi ở phía trước nhìn rất là rõ ràng. Mũi như vậy người ta còn gọi là mũi hết đấy các con. Hệt. Hệt có nghĩa là giống đến mức trông không khác nhau một chút nào. Phún. Phín. Phún phín có nghĩa là béo và căng tròn. Cô có hình ảnh của một em bé, các con quan sát thấy em bé này có hai chiếc má rất là phún phín đấy các con. À, và căng tròn nữa nha, con nhìn rất là dễ thương đó đúng không nào. Và từ cuối cùng, bẹo. Bẹo. Bẹo có nghĩa là véo. Trong hình các con thấy đây, đây là một em bé được người lớn cưng nựng. À, béo má cưng nựng đấy các con. À, người ta còn gọi là bẹo. Bây giờ cô mời các con luyện đọc nói tiếp từng câu. Cô mời các con cùng thực hiện đi nào. À, cô nghĩ rằng các con đã đọc rất tốt rồi, có đúng không nào? Trong bài đọc này của cô có hai câu dài mà chúng ta cần phải ngắt hơi và nghỉ hơi. Và bây giờ các con hãy cho cô biết trong hai câu này chúng ta sẽ ngắt hơi ở đâu và chúng ta sẽ nghỉ hơi ở đâu. Các con hãy suy nghĩ đi nhé. Bây giờ các con hãy cầm bút chì lên và đánh dấu vào sách giáo khoa ở những chỗ mà các con ngắt hơi và nghỉ hơi, và sau đó các con sẽ đối chiếu với kết quả của cô. Bây giờ các con lắng nghe cô đọc nha. Tôi thấy như có hàng trăm vì sao bé tí cùng trốn trong mắt em. Câu số 2. Hai má phúng phính, bỗng thành cái bánh sữa, có rắc thêm mấy hạt mè. Sau khi các con lắng nghe cô đọc, các con hãy cho cô biết trong hai câu này cô sẽ ngắt hơi ở đâu và cô sẽ nghỉ hơi ở đâu. À, đúng rồi, cô sẽ ngắt hơi ở cụm từ có nghĩa. Và cô sẽ nghỉ hơi ở sau dấu chấm. Cô mời các con đọc lại giúp cô nào. À, cô cảm ơn các con. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo, đọc nói tiếp đoạn. Nhưng trước tiên, các con hãy cho cô biết trong bài đọc này người ta chia làm bao nhiêu đoạn. À, đúng rồi, trong bài này người ta chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất từ út tin cho đến gọn gàng. Đoạn thứ hai từ quanh hai tay cho đến mắt em. Đoạn số 3 là từ bên má em cho đến hết bài. Bây giờ cô và các con cùng đọc lại bài nào. Út tin. Út tin vừa theo ba đi cắt tóc về,
mái tóc đen dày được cắt cao lên thật gọn gàng. Quanh hai tay, sau gáy em chỉ còn vệt chân tóc đen mờ, không còn vướng tóc mái, cái trán vô lộ ra, nhìn rõ nét tinh nghịch. Gương mặt em trông lém lỉnh hẳn, cái mũi như hết thêm, còn ánh mắt hệt đang cười. Tôi thấy như có trăm vì sao bé tí cùng trốn trong mắt em. Bên má em vẫn còn dính vụn tóc chưa phủi kỹ, hai má phún phín bỗng thành cái bánh sữa có rắc thêm mấy hạt mè. Tôi định bẹo má trêu, nhưng rồi lại đưa tay phủi tóc cho em. Ngày mai út tin là học sinh lớp 2 rồi, em chẳng thích bị trêu vậy đâu. Nguyễn Thị Kim Hòa. Cô mời các con đọc lại bài này nhiều lần để chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài nha. Tiếp theo, cô mời các con cùng bước sang hoạt động 2, luyện đọc hiểu. Các con hãy đọc thầm lại bài và trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, sau khi cắt tóc, gương mặt của út tin thế nào? Câu số 2, đôi mắt của út tin có gì đẹp? Câu số 3, vì sao tác giả nghĩ út tin không thích bị bẹo má? Câu số 4, à, các em hãy nói về một vài thay đổi của em khi em lên lớp 2. Cô mời các con tự trả lời cho cô 4 câu hỏi đi nào. Các con lưu ý nhé, khi trả lời, các con nhớ nói thành câu. Các con hãy suy nghĩ đi nào. Bây giờ cô và các con cùng trả lời câu hỏi nha. Câu thứ nhất, sau khi cắt tóc, gương mặt của út tin thế nào? Các con quan sát tranh, kết hợp đọc cho cô đoạn số 2 và tìm cho cô câu trả lời nha. Theo con, sau khi cắt tóc thì gương mặt của út tin thế nào? À, đúng rồi, gương mặt em trông lém lỉnh hẳn. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Gương mặt út tin trông lém lỉnh. Chúng ta cùng qua câu số 2. Đôi mắt của út tin có gì đẹp? Theo con, đôi mắt của út tin có gì đẹp? Các con hãy đọc cho cô đoạn số 2 và tìm cho cô câu trả lời. À, đúng rồi, ta thấy ánh mắt hệt đang cười. Tôi thấy như có trăm vì sao bé tí cùng trốn trong mắt em. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 2. Đôi mắt của út tin hệt đang cười, còn đôi mắt thì sáng như có trăm vì sao bé tí cùng trốn trong mắt em. Các con thấy đó, một cậu bé vừa có khuôn mặt lém lỉnh, vừa có đôi mắt lại sáng ngời. Út tin là một cậu bé có vẻ ngoài hết sức là đáng yêu, nên sẽ có rất là người người yêu thích và cưng nựng, có đúng không nào? Giờ chúng ta sẽ bước qua câu hỏi số 3. Vì sao tác giả lại nghĩ út tin không thích bị bẹo má? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta xem đoạn số 3. Các con hãy tìm cho cô câu trả lời nào. À, thấy tác giả nghĩ út tin là học sinh lớp 2 rồi, em chẳng thích bị trêu như vậy đâu. Và đây cũng chính là câu trả lời của cô. Vì ngày mai út tin là học sinh lớp 2 rồi, út tin chẳng thích bị trêu vậy đâu. Vậy thì điều gì đã thể hiện được bạn út tin này đã lớn? Chúng ta sẽ sang câu số 4. Nói về một vài thay đổi của em khi lên lớp 2. Các con hãy suy nghĩ đi nhé.
À, bây giờ các con hãy nói cho cô một vài thay đổi của em khi lên lớp 2. À, cô thấy có bạn thì nói là thấy em xinh đẹp hơn, còn có bạn thì nói là em không còn nhõng nhẽo nữa, còn có bạn thì lại nói là em biết tự giác học bài và làm bài, không đợi bố mẹ nhắc nhở. À, ngoài ra còn có một số bạn thì biết dọn dẹp nhà cửa của bố mẹ đấy các con. Vậy những điều các bạn vừa nói với cô đã thể hiện được sự thay đổi về ngoại hình và tính cách của các con khi các con lên lớp 2. Điều đó chứng tỏ rằng các con đã lớn hơn, tự giác hơn trong học tập và sinh hoạt của bản thân mình. Điều đó thật là tốt. Như vậy, bạn nào hãy cho cô biết nội dung của bài Outtin này nói về điều gì? À, đúng rồi, nói về sự đáng yêu của bạn Outtin sau khi bạn ấy cắt tóc. Bây giờ các con hãy liên hệ bản thân của mình và các con hãy nói cảm thấy bạn Outtin có đáng yêu không? À, em học được điều gì từ bạn Outtin? Các em hãy liên hệ bản thân của mình và chia sẻ điều đó với người thân của mình nha. Bây giờ cô và các con hãy luyện đọc lại bài này nhiều lần cùng với người thân của mình. Khi các con đọc, các con hãy chú ý cho cô, cái giọng đọc của mình phải vui tươi và hồn nhiên nhé các con. Bài tập đọc của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô hẹn gặp lại các con ở tiết học sau.